các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện. Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc với nhan đề Màu thời gian qua giọng đọc của Phạm Giang. Ngồi đợi nước chảy xuống cái bể xi măng nhỏ, áng chừng được vài gáo. Bà Hoài dùng ca nhôm múc quen quẹt cho vào xô trong lúc vòi nước tiếp tục chảy vốn dĩ máy nước xưa chảy khỏe dạo gần đây áp lực kém nên mọi người hạ robide xuống ngang ông dẫn rồi xây bể hứng sống trong khu dân cư có nhiều thành phần phức tạp nhiều hôm máy nước chẳng có ai có kẻ vô ý thức cho cả chân đang xỏ dép vào để rửa báo hại mọi người phải thau rửa kiên nhẫn ngồi đợi nước. Bà vẫn dòng tay nghe những âm thanh lạ, đúng như câu phòng gian bảo mật. Chỉ cần nghe tiếng giò sóng radio lẹt xẹt từ nhà lão tiến thợ may, bà đoán ngay lão này dò kênh BBC để nghe đại địch. Thời chiến tranh, nhà lão tiến luôn được bà để mắt, nguyên do bởi em trai lão di cư vào Nam từ năm 1954 và nghe nói làm chức gì to lắm ở trong đó. Mọi đồn đoán chỉ chấm dứt sau giải phóng ít lâu. Khoảng giữa năm 1977, Lão Tình là em ruột Lão Tiến ra Bắc thăm anh trai. Không phải đi học tập cải tạo, được tự do từ Nam ra Bắc, đương nhiên là thành phần có lý lịch rõ ràng tin đồn và sự theo dõi hoàn toàn chấm dứt. Cái chức gì to lắm, theo lời đồn thổi. Kỳ thực, lão đó chỉ là chủ của hai cái xe đỏ, theo cách gọi trong đó. Một xe tự lái, còn bà vợ là lơ xe thu tiền. Xe còn lại cho mướn, thu tiền theo ngày. Sau ngày giải phóng, hai xe đỏ được góp vào hợp tác xã vận tải. Còn lão tình cùng vợ trở thành xã viên công việc không có gì thay đổi tranh thủ chở khách ra bắc lão tình đưa vợ về nhận mặt họ hàng và tắp hương cho ông bà cha mẹ sau hơn hai chục năm xa cách vốn là tổ trưởng dân phố lâu năm sự xuất hiện của vợ chồng lão tình được bà hoài theo dõi sát sao việc đầu tiên phải khai báo tạm trú được bà nhắc nhở Do nhà lão tiến thở may chật hẹp, vợ chồng người em trai ghé thăm anh chị, nhưng vẫn ngủ trên xe đò cũ nát. Ở ngoài Bắc, gọi là xe khách, nhưng do các xí nghiệp nhà nước quản lý. Khi vợ chồng lão tình quay về Sài Gòn, bà Hoài phát hiện ra một việc quan trọng hơn thế. Lão Tiến được em trai tặng cho cái đài radio cũ còn khá mới. Bởi vậy, bà đoán tối nào lão thợ may cũng dò sóng của đài bbc chẳng cần phải hỏi ai suy từ gia đình bà sẽ rõ đài truyền thanh lúc nào cũng nói oang oang tầm tối nếu không nghe câu chuyện đêm khuya sẽ có chương trình tiếng thơ trước lúc đi ngủ với những người làm việc khuất tất họ sẽ đợi mọi người ngủ hết rồi dò sóng nghe đài địch Việc này bà được phổ biến từ hồi máy bay B-52 ném bom Hà Nội. Hiện nay, tình hình biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng. Tin tức đưa hàng ngày. Nhưng Lão Tiến bận may mặc, không nghe. Lão chọn nửa đêm, nghe đài định chứng tỏ tư tưởng phản động. Vốn chẳng ưa gì Lão Tiến thở may, bà thấy loại đàn ông suốt ngày ăn mặc bóng bẩy, hãm như con cảnh cạch nhìn mấy người đàn ông mặc quần áo màu xanh công nhân khỏe khoắn hơn nhiều giống như thời pháp thuộc và sau này thời kỳ tạm chiếm loài mật thám hay chỉ điểm cho pháp thường ăn vận như thế bà ác cảm và luôn tin chắc vào nhận định của mình nước đã đổ đầy thùng phi bà hoài thấy về đêm máy nước chảy mạnh nên cố xếp hàng múc thêm hai chiếc thùng nhôm cùng hai xô tôn như vậy ngày mai có mất nước hay nắng vỡ đầu bà chàng lo xếp hàng lấy nước để dành thời gian đi gặp cậu bắc là công an hộ tịch báo cáo tình hình trị an đặc biệt là việc nghe đài địch của nhà lão tiến thợ may yên tâm vì gạo sổ đã đong phiếu thực phẩm mua hết không lo hết hạn dầu hỏa còn nửa can 5 lít. Việc quan trọng nhất là thùng phi đầy nước, nên bà vén màn chui vào đi ngủ. Chưa thể ngủ được ngay, bà lắng nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc, nhưng con gà bị rù, chẳng mồ thóc như hồi vừa mua về. Vừa chợp mắt, thiêu thiêu ngủ, bà hoài giật mình bởi tiếng xe đạp, cùng tiếng guốc cao gót nện cồm cộp ngoài hành lang ban ngày tiếng guốc dép chẳng đáng kể đêm khuya thanh vắng nó như người cầm búa đinh nện vào đầu điều khiến bà khó chịu bởi cô ca sĩ thương trà thường về muộn dẫu biết nghề nghiệp như vậy nhưng khó thông cảm được chưa kể chút nữa cô này vừa tày trang vừa hát thậm chí buổi sáng nhiều lúc bà đang ngồi rang cơm ở bên kia bức tường, cô ca sĩ thương trà luyện giọng khiến bà thầm ganh tị. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhờ thanh sắc khác hàn giới cần lao như bà. Hôm nào ngồi đầu gió, cô này đi từ xa về đã ngửi thấy mùi nước hoa. Tuyệt nhiên, chưa thấy có đàn ông lại đưa về. Thở phào nhẹ nhõm, không thấy cô ca sĩ hàng xóm hát như mọi ngày Bà Hoài chìm vào giấc ngủ Nhưng vẫn ấm ức Hình như cậu bắt công an hộ tịch Có vẻ thích cô này Trong khi bà muốn nhận cậu ta làm con rể Do vừa hồng lại vừa chuyên Đồng hồ báo thức đổ chuông Bà Hoài chưa vội dậy ngay Ở bên kia bức tường Chắc cô ca sĩ thương trà về khuya Đang chìm vào giấc ngủ sau nhiều lần bị thức bởi giọng ca chẳng lấy gì làm hay ho bà muốn chuông báo thức réo cho cô ta phải trồng mông bịt tai nếu muốn ngủ tiếp chiều này xem ra hiệu nghiệm từ bên kia có tiếng cô ta hắt hơi lật người đến lúc này thì bà hoài thong thả lên dây gót đồng hồ rồi bắt đầu thổi cơm chẳng phải đun than cho mất công lấy bùn nhào nặn dầu hỏa, dùng thắp đèn và nấu ăn khi vội. Bình thường, bắt đi nhặt nhạnh cành cây cùng mấy thứ người ta vứt đi để đun bếp. Xuyến là con gái bà đi làm hợp tác xã dệt len ngày cuối phố Nguyễn Hữu Huân. Lương xã viên do chưa vướng bận gia đình tạm đủ ăn. Hai mẹ con sống tằn tiện, chẳng lo đói hàng ngày xuyến mang cặp lồng cơm rời nhà lúc sớm nên cơm nguội đến trưa bà sẽ đào qua cho nóng không cần mỡ sau đó thêm thìa nước mắm ăn cùng chút dưa là xong bữa bẻ cho con gái tàng cháy bà hoài rưới thìa mỡ nóng và thêm chút nước mắm cháy dù ngon nhưng để tới buổi trưa sẽ khó ăn bữa sáng của hai mẹ con tuy đơn giản nhưng no lâu tính già còn hơn sơi bát phở vừa tốn tiền lại nhanh đói kim ngắn đồng hồ chỉ vào con số 7 còn kim dài chỉ vào số 6 xuyến cầm cặp lòng cơm cho vào chiếc làn mây rồi rời nhà đến chỗ làm do hợp tác xã diệt len cách nhà chưa đến một cây số dù có xe đạp nhưng cô thích đi bộ cho thư thả nếp sống chậm giúp hai mẹ con đỡ cảnh bon chen con gái rời nhà bà hoài vén mành mở cửa sổ rồi bưng chậu nước ra hỏi hiên bắt đầu làm việc dù trong nhà rộng rãi thoáng mát bà thích ngồi ngay nơi đường đi lối lại nhằm cho những kẻ vô công rồi nghề thấy kẻo chúng nói xấu sau lưng bà việc thường xuyên đi nam hớt với cậu công an hộ tịch đủ mọi thứ chuyện kỳ cạch đánh bóng những chiếc lược sừng trâu sau đó đặt sang mảnh ván cho khô cuối giờ chiều bà gom lại mang đi giao cho hợp tác xã mỹ nghệ rồi nhận sản phẩm thô về đánh bóng công việc tưởng chừng nhàn hạ kỳ thực đòi hỏi sự tỉ mẩn và tay bị ngâm nước nhiều giờ đồng hồ vào những ngày mùa đông giá lạnh, lớp trẻ chả muốn động tay vào. Vốn là người làng thụy ứng dưới thường tín, ngày chưa lấy chồng, bà hoài thạo những công việc chế tác từ sừng trâu, nhưng chủ yếu là lược thưa. Giờ đây, khi đất nước thống nhất, nhiều người khéo tay làm đủ các mẫu để bán sang Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khi vào hợp tác xã mỹ nghệ quý phú làm việc vốn chán cảnh đi làm đúng giờ như cánh trẻ bà xin ông chủ nhiệm cho mang hàng về nhà làm theo dạng khoán sản phẩm vốn là người cùng làng nên ông đã chấp thuận chỗ lược sau khi đánh bóng là sản phẩm hoàn thiện để bán cho người tiêu dùng trong nước riêng hàng bán ra nước ngoài sẽ được chạm khắc một vài hình ảnh thân thương của việt nam như một điểm nhấn miệt mài làm việc đến tận trưa khi nghe thấy tiếng xu thùng loàng xoảng cùng tiếng cãi nhau bà dừng tay để rang cơm ăn bữa trưa chẳng cho thìa mỡ vì thấy lãng phí bà đợi chào thật nóng thì cho cơm vào đào kỹ rưới thêm thìa nước mắm rồi bắt ra lúc ăn sẽ gắp thêm dưa chua là có ngay bữa trưa ngon miệng Cụ tập thể của công ty vật tư nông nghiệp vốn là dãy nhà cấp 4 lợp ngói do được xây dựng từ những năm 1960 nên bắt đầu xuống cấp. Ngày xưa, dãy nhà vốn dành cho những người độc thân đi thoát ly công tác. Do vậy, ở cuối dãy có bếp tập thể cùng nhà vệ sinh công cộng ngay gần nhà tắm. Sự bất tiện thấy rõ khi nhiều người lập gia đình, sự trung đụng kéo theo nhiều hệ lụy nhân một cơn bão gây tốc mái gian bếp tập thể thay vì làm đơn xin sửa chữa lúc này mạnh ai người đó chiếm một rèo đất phía sau rồi đục tường thông ra ngoài đó dựng bếp và nhà tắm nhà nào có điều kiện sẽ xây tường rồi lợp mái lá căn bếp có nhà đi nhặt gạch vụn rồi xếp tạo hoặc quây chỗ để tắm, còn bếp đun ngay trước cửa. Bà Hoài truyền về đây ngay từ khi cấp trên phân cho nhà chồng. Tính ra cũng gần 20 năm, vì thế là người có thâm niên. Do chịu khó sông pha mọi nơi, bà được chính quyền cùng bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng dân phố. Năm 1972, khi máy bay B-52 ném bom thủ đô Hà Nội. Trong lúc mọi người đi sơ tán, bà bám trụ ở lại để phục vụ công tác phòng gian bảo mật. Mỗi tối, bà đội mũ sắp cầm đèn pin xông xáo mọi nơi. Ngoài việc kiểm tra những hộ đi sơ tán, bà còn tham gia công tác cứu thương khi khu An Dương bị trúng bom Mỹ. Hòa bình lập lại, đồng nghĩa cuộc sống đã yên bình. Dãy hầm tăng xe trước cửa mỗi nhà được lấp đi, trồng rau. Mọi người đối diện với nhiều khó khăn hơn cả thời chiến. Khổ tập thể xây trung tường, nhưng bỏ trống phía trên cho thoáng. Vì tương mỏng, nói gì hai nhà bên đều nghe thấy. Để tránh tình trạng chuột nhà hàng xóm, lang thang qua loạn trống, nhiều nhà mua hoặc đi xin những miếng cốt ép, rồi về cắt cho vừa chỗ đó để ngăn lại dãy nhà tập thể có chục hộ sinh sống. Hiện nay, gian bếp công cộng được phân cho vợ chồng cô giáo ngà từ trên mạng ngược về. Chẳng nói ra nhưng mọi người đều hiểu, ở gian đó chịu thiệt đủ đường do sát nhà vệ sinh công cộng. Mùa đông còn đỡ, nhưng mùa hè khó chịu vô cùng. Kế bên nhà cô giáo là gian nhà của bà cội Hiện nay bà Cội sống cùng anh con trai ngoài 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Hàng ngày con trai đi làm, còn bà Cội xách chiếc làn nhựa sang bến xe Lương Yên bán nước. Cạnh nhà bà Cội là nhà ông Ba Đen, cán bộ tập kết ra Bắc. Ngày trước, ông luôn miệng nói nhớ thương vợ con ở bên kia vĩ tuyến. Lâu dần, chả thấy nhắc, đến năm 1970, ông lấy vợ rồi sinh con đẻ cái đất nước thống nhất gần chục năm bà chưa thấy ông ba đen nói đến chuyện quay về trong đó có lẽ ông đợi hai năm nữa nghỉ hưu rồi về một chuyến cả dãy nhà tập thể xét ra nhà lão tiến thợ may là tươm nhất gian đầu hồi nên có hai mặt thoáng chưa kể hồi cả dãy đục tường làm bếp Lão nhanh tay quay được một miếng đất rộng trường 18 mét vuông, vừa làm bếp, vừa xây nhà tắm. Đối diện với dãy nhà tập thể là những căn nhà cấp 4 của bà con trong phường. Hầu hết mọi người đều là tiểu thương, buôn bán nhỏ lẻ. Số ít được biên chế trong các xí nghiệp nên đi làm ca kíp. Người xưa nói, nhất cận thị, nhị cận giang ở trong con ngõ nhỏ này, nhà nào cận máy nước là sung sướng đủ điều. Buồn lỗi, nhà lão tiến thở may hưởng phúc đó khi máy nước ngay trước cửa. Đi từ trong ngõ ra ngoài phố Trần Nhật Duật, có vài bước chân. Ngặt nỗi, con ngõ đi ra phố quá nhỏ, chỉ dắt vừa một xe đạp, nên nhiều lúc bất tiện. Khi việc tranh nhau xô nước đã được giải quyết, nơi máy nước công cộng dù đã giữa trưa Vẫn đông người xếp hàng Có người mang chiếu ra để giặt Mang rau muống ra rửa Vì nhiều bèo tấm Dù không phải lấy nước Bà Hoài vừa cặm cội làm việc Vừa nghe không bỏ sót chuyện nào Dân ngoài phố Hay tự hào vì thông tấn xã vỉa hè nhanh nhạy Bà con trong ngõ nhỏ Thấy máy nước công cộng Tin tức phong phú trả kém khi đã đánh bóng xong toàn bộ số lượng, bà Hoài lau khô rồi xếp vào bị cói. Vốn tính cẩn thận, nên bà có sổ ghi chép rõ ràng để khớp con số nhận về và giao lại cho hợp tác xã. Sách bị cói ra ngoài phố, bà Hoài đi ngược lên màn chợ gạo, nơi hợp tác xã Mỹ Nghệ do người cùng làng làm chủ nhiệm. Cuộc sống mấy năm nay khó khăn chẳng kém gì thời chiến tranh Khác chăng chỉ không còn tiếng còi báo động cùng những hầm tăng xê trú ẩn. Phố Trần Nhật Duật giống nhiều nơi khác. Nơi đông nhất chính là những hàng nước vỉa hè. Xe xích lô, xe bò chờ hàng từ bến xe Long Biên tỏa vào trong các phố cổ. Ngày trước, có lần bà Hoài từng nghĩ làm chân tổ trưởng chẳng khác gì mõ làng thời phong kiến. Ngoài tấm bảng gia đình vẻ vang, chẳng có quyền lợi gì chỉ bằng mở quán nước ngoài vỉa hè đắp đổi qua ngày suy nghĩ là vậy nhưng bà chàng dám thay đổi dẫu sao trong dãy tập thể có bà cội bán nước là đủ thêm bà khéo thành xóm bán nước trà chén lô hàng mới không phải là những chiếc lược bà hoài nhận những cánh buồm được xã viên cắt thô và mài qua mang về đánh bóng. Sau đó, sẽ có mấy người xã viên ngồi tìm ghép và lồng dây cước thành sản phẩm hoàn chỉnh là những thuyền buồm của châu Âu. Để có được mẫu này, ông chủ nhiệm hợp tác xã đã cậy cục nhờ người mua sách từ bên Liên Xô gửi về. Kèm theo mỗi hình là có bản dịch tên con tàu và lịch sử của nó. Đống sừng trâu, tường trường vứt đi qua bàn tay người thợ thủ công việt nam đã biến thành những thuyền buồm chinh phục đại dương bao la ở trên mỗi con thuyền tên bằng tiếng nga được chạm khắc và có thêm vài cánh chim hải âu nhìn vô cùng sinh động sách bị cói quay về bà hoài nhầm tính trong đầu việc xuất lứa lợn kỳ này sẽ tôn nền để mỗi khi mưa nước không tràn vào nhà sau đó bà mua đôi lợn bột để vỗ từ nay đến Tết. Vẫn biết việc nuôi lợn ít nhiều ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Trừ mỗi cô ca sĩ thương trà chẳng nuôi con gì. Nhà bà cội đi vắng cả ngày, vẫn nuôi gà. Nhà ông ba đen hay nhà cô giáo ngà nuôi lợn mát tay, nên một năm xuất hai lứa. Thậm chí nhà lão tiến có của ăn của để, có máy khâu xanh re, đồng hồ quả lắc, nhưng vẫn nuôi lợn để có thêm một khoản. Buổi tối, bà Hoài thắp thêm ngọn đèn dầu nữa. Đây là việc hiếm, bởi bà chỉ thắp liền một lúc hai bóng đèn vào dịp Tết hoặc những hôm họp tổ dân phố. Đợi con gái rửa bát xong, bà căn dặn. Mẹ đi có chút việc, chút, anh bắt công an hộ tịch đến, con pha trà, tiếp khách, đợi mẹ về sợ con gái chưa quen buổi chiều bà hoài đun nước sôi đồ đầy phích rạng đông gói trà hồng đào trong túi hàng tết giờ đem ra dùng tối nay chẳng có công to việc lớn bà lánh mặt vì muốn cho cậu bác công an có thời gian ngồi nói chuyện cùng con gái mình chẳng biết có thành đôi hay không bà vẫn muốn thử một phen trước khi cô ca sĩ chen vào mối quan hệ này không mấy khi được thành thơi bà đi dọc phố nguyễn hữu huân rồi rẽ sang bờ hồ nhìn những đôi nam thanh nữ tú đèo nhau trên xe đạp bà ước con gái sớm có nơi trốn dẫu như vậy sẽ khiến nhà thêm vắng vẻ sống cành quá bụa khi còn trẻ ngày đó dù có người đánh tiếng bà chẳng nỡ đi bước nữa vì con gái còn nhỏ Chiến tranh qua đi, đàn ông vốn chẳng nhiều nhặn gì. Gái chưa chồng còn lẻ bóng, nên bà chấp nhận cảnh mẹ quá con côi như lẽ thường tình. Con gái này đã sang tuổi hai hai, bà muốn khi còn khỏe sẽ bế cháu để đôi vợ chồng trẻ yên tâm công tác. Tính là vậy, nhưng thành hay bại còn thuận theo chữ duyên. Buổi sáng ra dãy tập thể xôn xao trước tin đổi tiền đây là lần đổi tiền đầu tiên sau khi đất nước thống nhất như vậy tiền cũ của hai miền nam bắc bị cấm lưu hành sau cuộc họp nhanh ngoài ủy ban khu phố bà hoài quay về con ngõ nhỏ luôn miệng giải thích cho mọi người được rõ ngoài bắc một đồng tiền cũ đổi một đồng tiền mới từ sông bến hải trở vào thì một đồng mới bằng 0,8 đồng tiền cũ. Đất nước thống nhất, việc cả nước dùng chung một đồng tiền là việc đáng mừng. Chưa kể số tiền cũ, đổi tiền mới ngang nhau, khiến nhiều nhà thờ phào nhẹ nhõm. Bà Hoài mờ hòm đựng quần áo, sau đó lục dưới đáy hòm số tiền chắc chiêu, cộng thêm tiền có trong túi của hai mẹ con, được 175 đồng bạc. Như vậy, theo tiêu chuẩn, mỗi hộ gia đình có hai người được đổi 200 đồng bạc. Nhà bà còn thừa tiêu chuẩn tận 25 đồng. Theo như thông báo, bà con ở quê chỉ được đổi số tiền bằng một nửa bà con thành thị. Bà Hoài cho rằng, ở quê chắc mọi thứ quy ra thóc nên tiền mặt không nhiều. Nhớ đến mùi nước hoa cùng những bộ quần áo đẹp của cô ca sĩ hàng xóm Bà tin chắc, hộ có một người, chỉ được đòi một trăm đồng vẫn là nhiều, bởi có đồng nào cô này mua đồ đẹp, đắp hết vào người. Buổi trưa, đi ngang qua nhà lão Tiến thở may, thấy cả nhà đó ngồi như vừa có người chết, bà mừng thầm vì hóa ra, ông trời có mắt. Phèn này, lão đó tiếc của, rồi bĩnh cả giác quần màu nước dưa. Buổi chiều Đợi con gái sách cặp lồng vào nhà Bà hoài phấn khởi nói ngay Đúng là khôn ngoan chẳng lại like với rời Không còn thong thả Sống chậm như dạo đầu năm Bà hoài sau bữa tối Ngồi hì hội đánh bóng sản phẩm Dạo này hợp tác xã nhận được Nhiều đơn hàng xuất khẩu Bà nghe nói như là trả nợ chiến tranh Hay trừ vào những khoản viện trợ dạo trước Không bận tâm đến những việc cao siêu Bà chỉ đơn giản muốn có thêm một khoản tiền chi tiêu Bởi cuộc sống khó khăn Hầu như người nào Cũng phải chân trong chân ngoài Với người căn cơ Những khoản tiền khóc Tiền cười không quá nhiều Nhưng tích tiểu thành đại Đâm thành một món Con lợn vừa xuất chuồng Được 75 cân Thay vì dùng tiền tôn nền Trước mùa mưa bão Bà nhặt nhạnh được hơn chục viên gạch rồi nhờ người xây chắn ngay trước cửa để nước không tràn vào nhà. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy bởi bà toan tính việc khác. Dù việc của con gái cùng cậu công an hộ tịch chưa đến đâu, bà muốn dành tiền mua kiềng vàng làm của hồi môn. Chẳng nhẽ con gái đi lấy chồng chỉ có mấy bộ quần áo cũ. Chẳng nói cho Xuyến biết việc đó, bà âm thầm tiết kiệm từ bây giờ và đợi lứa lợn xuất chuồng vào cuối năm khi có món tiền ra tấm ra món sắm kiềng và nhẫn vàng không phải nâng lên đặt xuống việc con gái ngồi nói chuyện cùng cậu bắc công an khu vực làm bà nhen nhóm hy vọng thời buổi này kiếm được dè hiền phải dục cưới ngay yêu đường tìm hiểu khoảng sáu tháng hoặc một năm là đủ chiến tranh qua đi vành khăn xô trên đầu những người phụ nữ đã đổi màu. Nỗi đau chưa ngồi ngoài, bóng ma chiến tranh từ biên giới Tây Nam lại hiện về. Do chồng chẳng may mất sớm, khi vừa truyền về đây ở được vài năm, nhà thiếu bản tay đàn ông nên mọi việc đều đến tay bà. Niềm an ủi duy nhất với bà chính là cô con gái đến tuổi lấy chồng. Đúng 21 giờ, tự dưng có điện, Bà Hoài tắt đèn dầu tranh thủ buông màn, nhắc xuyến ngủ sớm. Nhà có một chiếc quạt 35 đồng, mua ở bách hóa tổng hợp từ hồi xưa. Bà nhường con gái, còn mình cảm cội làm việc không quạt. Mày già có chút gió rời, từ bên ngoài thổi vào. Ngồi trong nhà, nhưng tai bà vẫn nghe tiếng xô thùng va chạm ngoài máy nước. Mùa hè, nên nhiều nhà ngủ muộn, chưa kể nhu cầu nước tăng cao nên họ thức cả đêm miễn sao chum vại đầy nước khi ngoài máy nước vắng người bà mang đôi thùng tôn cùng đôi xô ra xếp hàng như vậy đến lượt sẽ có hai gánh nước chẳng phải đợi chờ nhiều vài năm trước nhân có khoản tiền bà ghé phố hàng thiếp mua thêm đôi thùng gò bằng tôn hoa nhà gần nên xếp hàng nước chỉ ngồi hiên quan sát được hết nếu không sành ra sẽ bị mất đôi thùng nhanh hơn gió thoảng không như thời chiến tranh còn tương thân tương ái người đi sơ tán hiếm khi mất trộm dạo này quần áo phơi qua đêm sành ra là bị rút trộm gà nuôi cũng bị trộm nên một mất mười ngờ trong con ngõ nhỏ này dù các hộ gia đình sống hòa thuận đôi lúc vẫn chẳng tránh khỏi sự va chạm lặt vặt người đứng ra hòa giải không ai khác chính là bà. Mục gần đầy thùng nước, mùi nước hoa từ ngoài ngõ theo gió sọc vào. Dù không cần ngó nhìn, bà vẫn nhận ra cô ca sĩ đi làm về. Xe đạp tốt nên tiếng líp xe kêu cũng khác. Đã vậy cô này còn vừa đi vừa hát như chưa hề mỏi mồm. Chẳng rõ tên thật cô này là thương trà hay chỉ là tên biểu diễn bà thầm nghĩ trà cũng có dăm bảy loại chắc giọng ca của cô này thuộc dạng bét gem như trà tắm cho ngựa dân gian còn gọi là trà bồm đang mải nghĩ như vậy bà hoài nghe thấy tiếng của ca sĩ hàng xóm bác vẫn thức khuya lấy nước chưa đi ngủ à bà hoài nói vừa đồ cho hai người nghe khuya chút cho mát ban ngày nắng và đông hơn Kể ra, con ngõ nhỏ này không quá nắng, cây xà cừ gần lối ra ngõ đã rợp bóng mát. Thậm chí có ngày nhìn trong này âm u, còn ngoài phố ánh nắng chan hỏa. Cô ca sĩ sống sát vách, kể ra chàng làm phiền ngoài những lần luyện thanh. Cô đáng tội khi bà mạnh tay mua hai con lợn về nuôi, mùi hôi cộng tiếng ồn tăng khiến giọng ca bất chợt chẳng át nổi đã nuôi lợn không tránh được mùi hôi khi chưa dọn chuồng mùi chua của nồi cám lợn về có bát đậu thối do cô ca sĩ không nuôi lợn sẽ chẳng hiểu được ca dãy tập thể nhà nào cũng đi xin nước gạo cuộn rau về nuôi lợn mùi nước hoa chẳng thể át được mùi cám lợn của nhà bà nhà ông ba đen nhà cô giáo ngà cùng nhà lão tiến thợ may điều oái oăm ở chỗ cái ngọ bé tẹo chỉ dắt vừa xe đạp bởi có một ngôi biệt thự cổ án ngữ đã vậy còn thêm con chó đá ngồi thù lù đã nhiều người buổi đêm về muộn vấp phải con chó đá đến chảy máu chân dù muốn khiêng con chó đá đi cho gọn bà hoài vẫn hãi bởi việc tâm linh chẳng đùa được có một chuyện sống đề bộ chết mang theo chồng bà chẳng may vắn số bởi chính con chó đá dạo vừa được phân nhà ít lâu khi đó con gái được tầm bốn tuổi chồng bà dùng xà beng cậy được con chó đá cho đỡ vướng để con gái khỏi vấp buổi tối hì hục một mình khuân con chó đá ra ngoài vỉa hè đường trần nhật duật chồng bà chắc mầm sẽ có người mang về nung vui hay kê gì đó ai ngờ lúc sáng bành mắt con chó đá lại ngồi lù lù đúng chỗ của nó trong một lần theo xe công ty vật tư nông nghiệp lên mạn ngược xe ô tô dừng lại bên đường để người lái xe mở nắp capo cho xe bớt nóng chồng bà rời cabin đứng hút thuốc và ngắm ngọn núi trước mặt bất ngờ từ trên đỉnh núi có một hòn đá lăn xuống dù chẳng có mưa to hay gió lớn từ tảng đá đó tách ra một hòn đá văng trúng đầu chồng bà. Mọi việc xảy ra quá nhanh vì tai nạn bất ngờ, điều khiến bà kinh nhãi bởi tàng đá đó y chang con chó đá ngồi lù lù canh ngõ. Ngôi nhà cổ trải qua hơn một trăm năm tuổi và qua nhiều đời chủ. Hiện nay chủ nhà vốn gốc tư sản trong phố cổ, ông ấy mua rồi vừa dùng làm nơi ở, lại là trụ sở của hợp tác xã xăm lốp ô tô thành lợi. Đã nhiều lần đi họp khu phố về khuya, lúc bấm đèn pin soi con ngõ bé tẹo, ba chị ước dạo 1972, bom Mỹ sượt qua khiến bức tường đổ sập. Lúc đó sẽ vận động nhà thành lợi xây lùi vào 30 phân để con ngõ đỡ hẹp. Đang mơ đến ngày con gái về nhà chồng, bà hoài thầm tiếc bởi đây là con ngõ khiến cô dâu và chú rể chẳng thể sánh đôi. Muốn ra ngoài phố Vẫn phải người trước kè sau về chật hẹp Lo xong được phui nước Tranh thủ giặt chậu quần áo Mang phơi trong sân Bà Hoài thấy tiếng nước rội Bì bõm bên nhà hàng xóm Dạo này Do sắp làm chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Bên Liên Xô Cô ca sĩ không hát mấy bài về Hà Nội Bà thấy hát toàn bài Bằng tiếng Nga Ngày trước Khi câu này mới truyền về bà có đôi chút ác cảm bởi ca sĩ vẫn thuộc hàng xứ ca vô loài. Nhưng thời gian gần đây, bà suy nghĩ khác bởi mọi người trong tổ dân phố này nói riêng và nhiều người ở các nơi nói chung. Tất cả nhờ vào những tiếng hát để sống qua thời kỳ bom rơi đạn nổ. Đang thiêu thiêu ngủ, bà nghe thấy tiếng chửi bới âm ĩ bên ngoài. Như một thói quen của ban hòa giải, bà mở cửa bước ra ngoài nhưng hóa ra chẳng có vụ cãi nhau nào nói đúng hơn chỉ có ông thước đang đứng trời con chó đá vốn hành nghề đạp xích lô ngay bến xe long biên ông thước vì ngõ nhỏ chẳng cho xe vào nhà nên thường ngủ ngay trên xe nên nhiều người vẫn nghĩ bà cội sống cùng anh con trai và không thấy chồng đâu hôm nay được ngày cho mượn xe xích lô ông thước sau khi cơm no rượu say liền quay về nhà. Lâu ngày chẳng nhớ đến con chó ngồi chắn ngõ. Sau cú vấp khiến ông nổi điên chơi bới cho sướng miệng. Nửa đêm, chả ai muốn can ngăn hay nhắc nhở. Đúng như cầu, nói với người say như vay không trả. Mọi người lo xếp hàng nước và lở tiệt ông thước đang mượn đòn gánh phang vào đầu con chó đá vì tội ngồi chắn lối thoáng thấy ông thước cúi xuống bê con chó đá bà hoài định lên tiếng can ngăn nhưng lại thôi dẫu sao ông này ngoài sáu mươi con nát rượu cố hết sức chắc xê dịch con chó đá được vài phân ngoài đường chăng có điện trong bóng tối chỉ có một lão già say rượu cùng con chó đá thì gan cùng nhau cơn mưa bất chợt khiến máy nước vắng tanh mọi người về nhà lo mang xô chậu ra hứng nước mưa dù giặt quần áo bằng nước mưa hơi nhờn trận mưa quý giá vẫn giúp nhiều nhà thoải mái cọ rửa chuồng lợn và tích nước để dùng gần một giờ sáng khi đã xong mọi việc bà hoài đặt chậu nhôm để hứng rột sau đó tắt đèn đi ngủ ở bên nhà cô ca sĩ đã thấy im lặng bên ngoài máy nước chỉ còn tiếng ông thước nói mãi một câu như đe dọa Đêm nay tao không chết thì mày chết. Đầu giờ chiều, khi nghe tiếng kèn trống nổi lên, bà Hoài cầm thẻ hương cùng cô giáo ngà, ông bà đèn đại diện cho tổ dân phố sang viếng đám ma ông Thước, là chồng bà Cội. Hàng xóm tắt lờ tối đèn có nhau, việc ông Thước chết đột ngột khiến nhiều người xót thương bà hoài là người hiểu rõ chuyện lại thấy quá đỗi bình thường bởi việc ông ý phang con chó đá sẽ đi vào vết xe đồ của chồng bà thấy rõ không đi chung với tổ dân phố lão tiến thợ may quyết định đi viếng riêng bà thấy việc đó là thường tình vì họ cũng hợp nhau cái chết của ông thước xảy ra sau hai tuần kể từ đêm ông ý say rượu đánh con chó đá việc tưởng như đã xong chiều qua lúc tấp xe xích lô lên vỉa hè để ghé về nhà tắm giặt ai ngờ lúc đi ngang qua con chó đá ông thức ôm ngực ngã gục trước sự chứng kiến của bao người đang xếp hàng lấy nước theo ông nhàn bác sĩ ngoài phố chạy vào cơn đau tim khiến việc cấp cứu là không thể Ông Thước về với tổ tiên trước khi được đưa đến bệnh viện. Chiều qua, thay vì khiêng ra xe chờ tới viện, mọi người quyết định khiêng ông Thước vào đặt hiên nhà, rồi cử người chạy sang bến xe Lương Yên báo tin cho bà Cội. Mỗi gian tập thể ngày xưa rộng 4 mét và dài 7 mét, vị trí diện tích đều nhau là 28 mét vuông. Duy nhất gian đầu hồi nhìn hơn vì tận 32 mét vuông. Sau khi căn bếp tập thể bị cây đè hỏng, cả dãy nhà đục tường chiếm thêm được hơn chục mét vuông phía sau làm bếp và nhà tắm. Đưa xác chồng vào nhà, bà cội nhờ người báo tin cho anh con trai làm việc ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Khi cỗ quan tài được trở đến đầu ngõ, việc khiêng hai đầu đưa vào dù khó, nhưng quan tài nhẹ chỉ cần hai người ở hai đầu tuy nhiên khi đặt ông thước vào trong cỗ quan tài không dễ khiêng qua con ngõ vì quá hẹp cái khó ló cái khôn buổi chiều lúc khiêng cỗ quan tài ra đến ngõ hẹp anh con trai đã mượn được một xe đầy gạo có bốn bánh được tháo tay cầm sau đó buộc dây thừng vào một đầu khi cỗ quan tài hạ xuống miếng gỗ người ở ngoài kéo dây di chuyển dần ra sau đám tang của chồng, bà cội tóc bạc trắng, con lưng còng hẳn, dù chỉ sang tuổi 62 được ít ngày. Chiếc xích lô cũ là tài sản đáng giá duy nhất, bà bán rẻ cho người cần, vì đề ngoài đường sẽ mất. Anh con trai là công nhân trong biên chế, được đong gạo bốn hào và có chế độ tem phiếu, chưa kể có hộ khẩu Hà Nội, nhưng vẫn ế vợ. Khi người đàn ông trong gia đình mất đi bà chỉ mong con trai sớm lấy vợ để ổn định cuộc sống. Chẳng có tem phiếu hay chế độ. Đưa chồng xuống văn điển hôm trước, ngày hôm sau bà cội lại quay về công việc quen thuộc. Con trai bà còn một ngày phép nên ở nhà tranh thủ, lợp lại mái bếp và chẳng chống cột nhà, phòng mưa bão. Chẳng quan tâm đến việc bị dục lấy vợ, thực quen sống tự do, chẳng gò bó anh nhập ngũ năm 1968, nhưng do bị thương nên ra quân năm 1973. Khi Hiệp định Paris được ký kết, trở về từ cuộc chiến, thực quay lại nhà máy cơ khí truyền hướng đạo làm việc. Đổi từ bộ quân phục màu xanh lá cây sang bộ quần áo màu xanh công nhân. Chẳng còn sự gò bó nên cuộc sống của anh tương đối thoải mái. Lương dù không cao nhưng vẫn đủ chi tiêu bởi chưa vướng bận nhiều đang dùng dây thép buộc lại những đòn tre ở mái bếp thực bất ngờ thấy đòn tre có một vết chém vát rồi bịt lại bằng mảnh áo bộ đội cũ rách nên anh thò tay kéo ra khi miếng áo cũ rách rời ra từng tờ tiền loại mới đổi rơi xuống nền bếp khiến thực ngạc nhiên bởi xưa nay trong nhà chưa từng có nổi hai trăm đồng phòng khi có việc vốn quen tác phong người lính, thay vì buộc chặt lại, thực tháo luôn đòn tre xuống, rồi dùng dao phay chặt ngang thân cây tre. Khi những tờ tiền mới tinh buộc dây chun rời ra, kế đến là những túi ni lông đựng thứ màu đen, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Đây là thuốc phiện, dân trong nghề gọi là cơm đen. Như có luồng điện chạy qua người, thực đã hiểu vì sao ông bố của mình hiếm khi có nhà chính nhờ bởi việc đạp xích lô ông tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm thật ra việc này chẳng có gì lạ thực biết rõ vào thời pháp thuộc ông nội anh từng buôn loại này và bị lũ tây đoan vồ hụt mấy lần trong thời kỳ giặc pháp tạm chiếm thực dù con bé nhưng vẫn nhớ rõ ông bố của anh thường đạp xích lô vào những con ngõ nhỏ rồi nhanh chóng rời đi những tưởng việc này chấm dứt khi bộ đội từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản thủ đô. Nào ngờ, bố anh vẫn âm thầm nối nghiệp, kể cả thời kỳ máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc. Dồn số tiền thu được vào bị cói, riêng số thuốc viện được nhét trên mái bếp. Thực biết rõ, đường dây buôn cơm đen từ trên mạng ngược sẽ cho người về tìm. Chẳng may là mất, cầm chắc gặp họa ngay. Chẳng còn nhiệt tình sửa mái bếp, móc trong túi áo, treo ở móc, lấy bao thuốc lá sông cầu rút một điếu châm lửa hút nhưng thực vẫn nghĩ rốt cuộc ông bố của anh cơm đường cháo chợ sống vạ vật để làm gì khi mọi người ăn no và ngủ trong nhà của mình ông vẫn cần mẫn đạp xe từ bên long biên tới tận ga hàng cỏ tiền kiếm được nhét ống tre khéo quanh năm gò lưng chờ khách chẳng dám ghé hàng phở thìn bờ hồ để xơi một bát Chẳng nhiều tiền như ông bố vừa mất Nhiều hôm thực vẫn sách cặp lồng đi mua phở về ăn Trước tiên Anh vớt bánh phở và thịt san vào hai bát ăn cơm Để sơi cùng mẹ mình Khi ăn xong phần cái Lúc đó sẽ xúc cơm nguội trong son và bát Rồi chan nước phở Bữa ăn kiểu đó vừa ngon Lại vừa rẻ Đâu phải cảnh nhiều tiền Nhưng ăn chẳng dám ăn Tiêu chẳng dám tiêu Chưa biết làm gì với số tiền trong bị gói thực vừa hút thuốc vừa đi lại trong nhà cho đỡ căng thẳng bất ngờ anh thấy cô giáo ngà ở nhà bên thập thò ngoài cửa nhìn chiếc rá trên tay anh biết nhà bên đó hết gạo nên phải sang vay xúc năm bơ gạo đầy đổ vào rá thực không quên dặn cô giáo ngà chẳng phải vội trả dẫu sao nhà anh hai mẹ con ăn ít chưa kể do là lao động nặng nên tiêu chuẩn gạo của anh được tận hai mươi cân nếu được đong hết hai mươi cân gạo đương nhiên sẽ nhiều hơn mười ba cân của những người như cô giáo ngà ngặt nỗi hiện nay bán kèm khoai sắn là nhiều chưa kể gạo mậu dày thường có vô số sạn và thóc khiến mẹ anh tối nào cũng phải ngồi nhặt sạn chưa biết làm gì cho hết ngày thực sách đôi thùng ra xếp hàng lấy nước với anh đó là việc giết thời gian nhanh nhất trong lúc cánh phụ nữ tay năm tay mười Hết vo gạo rửa rau còn tranh thủ bưng chậu nước bổ kết ra gội đầu cạnh máy nước. Thực đứng hút thuốc lặng lẽ, không tham gia vào câu chuyện của cánh đàn ông. Dù chỉ là công nhân cơ khí, anh vẫn cảm thấy khó chịu khi mấy ông hàng xóm bàn chuyện kinh bang tế thế, chuyện thời sự trong nước và quốc tế khi vợ vác rá đi vay gạo. Ngắm nhìn thầy giáo Tuấn, chồng ngà, đang vung tay, nói về ông Kosugin là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của Liên Xô, tự dưng thực thầm nghĩ, nổi cơm nhà mình, lo chàng xong, bàn những chuyện tầm vĩ mô, phỏng có ích gì. Thấy chồng cô Nga vẫn say sư bàn luận, dù đến lượt, chẳng cần dục hay khách sáo, thực sách đôi thùng tôn lên trước rồi chậm rãi múc nước. Với anh, đây là việc thiết thực nhất. Buổi tối, khi hai mẹ con đang ăn cơm bên nhà cô giáo Nga xảy ra trận cãi nhau, dù nhỏ nhưng ở bên này vẫn nghe rõ mồn một, một. Hóa ra do mài bàn luận kế hoạch 5 năm lần thứ bao nhiêu của Liên Xô, máy nước ngừng chảy nên cô giáo chẳng có nước tắm và giặt rũ. Gắp cho mẹ mình miếng thịt lợn luộc chấm tương, thực khẽ hỏi, vậy theo ý mẹ sẽ làm gì với số tiền đó? Bà cội khẽ thở dài Nói ngay Mẹ không chắc Đó là tiền của ông ấy Đồng tiền nó bạc lắm Động vào rồi thêm phiền nhiễu Lùa nhanh miếng tương vào miệng Húp thêm mùi nước canh rau muống luộc Dầm me Thực tuyên bố Cá vào ao nhà nào thì nhà đó hưởng Sợ như mẹ rồi cả đời chẳng có nổi Vài trăm đồng để tiêu Thôi tùy anh Chưa đến 5 giờ sáng, thực nhòm dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Cả tuần nay, ngoài việc đi làm, buổi chiều anh còn đeo súng CKC để trực chiến và đội mũ cối có ngôi sao vuông dành cho lực lượng dân quân tự vệ. Đáng ra anh được gọi tái ngũ. Tuy nhiên khi chủ tịch nước phát lệnh tổng động viên, quân Trung Quốc đã rút về bên kia biên giới nên anh chuyển sang lực lượng tự vệ vừa sản xuất vừa trực chiến khi trung quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới thực không bất ngờ bởi đã dự cảm từ trước năm ngoái trong phân xưởng nơi anh đang làm việc hai người gốc hoa đã đưa vợ con về cố quốc dù sao với đám trẻ mới lớn chiến tranh vẫn xa vời là người từng đối diện với những trận chiến khốc liệt thực biết rồi sẽ có thêm nhiều vành khăn xô quấn trên đầu các bà các mẹ trên đường đạp xe tới nhà máy thực nhìn thấy những căn hầm trú ẩn được tu sửa lại thậm chí trong vườn một ngôi biệt thự ngay mặt phố hầm tăng xe thời chống Mỹ được lấp đi dành đất trồng rau mấy hôm trước chủ nhà cho bới đất để phòng khi dùng đến tạm quên số tiền cùng mấy gói cơm đen bóng ma chiến tranh đang hiện hữu hết giờ làm nếu không phải ca trực chiến anh tranh thủ nhặt nhạnh cành cây về làm củi đun và mua than cho rẻ không dám đun bếp dầu vì phải dùng dầu hỏa thắp sáng sau khi mua được một xe cải tiến than thực lọ mọ xách từng xô qua cổng nhỏ rồi đổ ngay trước cửa có than rồi chẳng thể dùng được ngay thực kiếm thêm bốn xô bùn về trộn và nhét vào chiếc bát đựng canh bằng sắt tây hỏng rồi úp xuống hiên nhà nhờ có chiếc bát hỏng đó chỗ than như đồ khuôn đều tăm tắp buổi chiều khi than đã khô thực nhanh chóng chuyển vào trong bếp để tránh trời mưa với những cành cây bìa cắt tông nhặt nhạnh cùng số than vừa có khoản chất đốt được đảm bảo trong vài tháng chẳng phải lo xếp hàng đong dầu hỏa sự chuẩn bị chu đáo là có nguyên do anh sợ biên giới phía bắc không yên việc tái ngũ có thể đến bất kỳ lúc nào khi đó mẹ anh có thể yên tâm khoản đun nấu giá như trung quốc không nhanh chóng rút quân giờ này anh đã có mặt trên biên giới phía bắc nhà máy cơ khí chia ca làm việc do tuần này làm ca tối nên thực tranh thủ quét vôi lại nhà do xin được hai xô vôi ve thừa của bên hợp tác xã thành lợi ngay đầu ngõ dù dân trong dãy tập thể luôn ấm ức bởi bức tường của ngôi nhà cổ án ngữ chưa kể con chó đá gây tai ương ngồi lù lù khiến nhiều người bị vấp tuy vậy gia đình chủ nhà hiện nay chẳng liên quan thậm chí họ thường giúp đỡ mọi người khi cần chiều qua lúc đi làm về thấy ông chủ nhà kiêm chủ nhiệm hợp tác xã thành lợi hỏi có lấy vôi ve còn thừa không thực gật đầu vì đúng thứ đang cần trân trọng từng phút giây hòa bình thời gian vừa qua thực sửa gian bếp và tôn nền nhà phòng khi mưa bão chẳng dám nói sợ mẹ mình lo lắng anh thầm nghĩ nếu bất chợt phải ra chiến trường như vậy ngôi nhà sẽ vắng lặng đến không ngờ gặp ngày thời tiết đẹp nên quét vôi nhanh khô trước khi quét nốt chỗ vôi vào mặt tiền ngôi nhà cho đỡ phí hay còn gọi là quét nước hai thực tranh thủ xuống bếp đổ cám vào máng cho con lợn đói đang réo như cháy nhà chàng giống mấy nhà thường đi xin nước gạo ngoài phố thực hay ghé lò đúc mua bỗng rượu hoặc bã đậu thối gần đó về nấu cám nhờ hợp khẩu vị khiến con lợn hay ăn chóng lớn do sợ hỏng lốp xe vì chờ nặng ông ba đen nhờ thực cùng một công đi mua luôn cho cả hai nhà vốn chàng ưa ông hàng xóm nên nhiều lần được nhờ mua hộ anh lờ đi chẳng phải va chạm điều gì thực ghét bởi ngày trước anh ra chiến trường ông này luôn cao giọng nói về lý tưởng và sẽ quay về xây dựng quê hương khi nước nhà thống nhất vốn nói hay như đài nhưng đã vài năm trôi qua thấy ông hàng xóm chăm nuôi lợn khiến thực nhớ lại những lời vàng ngọc khi trước nói theo ngôn ngữ của đám công nhân cùng phân xưởng Ông này thuộc dạng mồm miệng đỡ chân tay. Trời tắt nắng, vừa lúc việc quét vôi hoàn tất. Thực thầm nghĩ, giá như trước Tết vừa rồi, nhà được vui ve như này sẽ thấy sắc xuân. Nhưng do vận áo xám, nên hai mẹ con chàng sắm sửa và kiêng, chẳng ghé sang nhà hàng xóm chúc Tết. Ủa đáng tội, bình thường bố anh lấy xích lô làm giường, coi ra hàng cò và bến xe Long Biên là nhà, còn khách thập phương là anh em bởi thế khi ông chết đi hai mẹ con thực không cảm thấy trống vắng chưa vội đi tắm gội thực móc túi áo lấy bao thuốc sông cầu đã bẹp rúm khi xé hẳn vỏ bao bên trong còn điếu duy nhất anh dùng thanh đóm diêm châm lửa từ ngọn đèn dầu hoa kỳ trên bàn thờ rồi rít ngay một hơi cho đỡ thèm đang ngồi thả hồn theo khói thuốc từ bên ngoài có hai người đàn ông ăn vận trình tề với sơ mi trắng bỏ trong quần còn đi dép khoai hậu bước vào trên tay người lớn tuổi có thẻ hương cùng túi hoa quả sau khi đặt lễ và thắp hương trước bàn thờ người đàn ông lớn tuổi tự giới thiệu mình là cán bộ tin nông nghiệp tỉnh vĩnh phú nhân chuyến công tác về hà nội nên ghé đến thắp hương cho người đồng nghiệp cũ chưa từng gặp hai ông khách này Thực vẫn nhớ có thời kỳ bố anh công tác ở tin nông nghiệp trên Việt trì. Sau này chuyển vùng về Hà Nội, được phân căn hộ ở đây. Có lẽ chán cảnh làm nhiều lương ít hoặc do bất mãn với cấp trên, sau một thời gian ông quyết định sắm xe xích lô bắt đầu hành nghề. Năm ngoái khi sửa bếp và khui ra được chỗ cơm đen. Hôm nay có hai vị khách từ xa ghé thăm. Thực cười thầm với biết chẳng lấy đâu ra người tốt còn nhớ tới bố anh đến mức phải mò từ việt trì đến thắp hương ấm trả mạt cạn dần những lời khách sáo dành cho người đã khuất dường như đã đủ vị khách lớn tuổi ôn tồn nói anh hoàng bá thước có cầm hộ chúng tôi một số tiền và ít hàng chàng rõ sau khi tổ chức tang lễ nhà mình có thấy khi cáo lòi đuôi và chơi bài ngửa thực cảm thấy dễ chịu hơn những lời đạo đức giả vừa nãy. Đương nhiên lúc phát hiện ra tiền và thuốc phiện, thời gian vừa qua thực đã suy tính làm sao để độc chiếm cho riêng mình. Giá kể hai vị khách chỉ đòi hàng, có lẽ anh cân nhắc trả lại. Vì ôm chỗ hàng quốc cấm đó khác nào ôm mìn, dễ đi tù như chơi. Tuy vậy, lúc người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chìn chu như cán bộ, không những đòi hàng, còn đòi tiền thực biết bọn này tham như mõ và uống nước cả cặn. Làm bộ ngư ngác không hiểu, thực phân trần, việc lo đám tang cho ông bố chết bất đắc kỳ tờ, còn phải đi vay tiền mua cỗ áo quan. Sau này bán rẻ con xe xích lô, lấy tiền đó đập vào. Bởi thế, anh chẳng rõ tiền hay hàng ở đâu. Bốn mắt của hai vị khách nhìn thẳng vào mặt thực như đánh giá hoặc chơi đòn tâm lý với một người Trai qua mọi thăng trầm, anh nhìn thẳng vào mắt họ không chớp, cho đến khi cả hai đành nhìn qua chỗ khác, dù thờ dài không nói gì. Trong lúc người đàn ông lớn tuổi ra bàn thờ thấp thiên nén hương, gã trẻ tuổi nhìn anh chằm chằm rồi gầm từng tiếng ngầm cảnh báo. Cái gì không phải của mình, nút khó trôi. Thực, điểm nhiên nói, hòa lò gần đây, đừng mạnh miệng quá, kéo hối chẳng kịp. Từng vào sinh ra tử, mấy trò đau búa chẳng khiến thực bận tâm. Người xưa nói, hồ về đồng bằng bị chó khinh. Loại này làm vương làm tướng trên mạng ngược, kệ xác. Mò xuống thủ đô, bố láo sẽ bị công an xích cổ ngay. Cầm chén nước uống giờ, hất ra cửa, thực tiễn hai vị khách nhưng không quên dặn dò đi đứng cẩn thận. Đợi cho họ mất hút khỏi con ngõ nhỏ thực trẻ củi nấu cơm và suy tính cách đối phó thật ra từ lâu anh mơ ước tậu con vô tuyến nét tuyên nhưng chưa đủ tiền giờ mơ ước thành sự thật chẳng tội gì trả lại tiền thậm chí khẩu thiệt vô bản hai kẻ đó lấy gì chứng minh tiền và hàng của bọn chúng ở dãy tập thể hiện nay có ông tiến thợ may sắm được vô tuyến tuy vậy thực chưa từng sang xem vì không thích, mặc dù ông Tiến cùng bố anh là chỗ thân tình. Thậm chí năm ngoái, khi tổ chức đám tang, vợ chồng ông Tiến mua vòng hoa đến viếng riêng, không đi chung cùng tổ dân phố. Có những chuyện, không thể nói vài câu là xong. Anh biết tránh mặt là điều tốt, để mấy bà hàng xóm gọi bàn ra tán vào. Máy nước công cộng, vốn như thông tấn xã về hè, nó ở ngay trước mặt nhà ông Tiến, nên anh quyết không sang đó xem nhờ vô tuyến. Tạm dừng kế hoạch mua vô tuyến vì hai vị khách không mời. Thấy chàng còn sớm nên thực chè củi nấu nồi cơm và đun phích nước. Chút nữa, mẹ anh về sẽ mang theo thức ăn. Vốn là người không cầu kỳ trong ăn uống, với anh bát cơm không độ, rưới thêm thìa nước mắm hoặc trộn chút mắm tép là xong bữa lọ mọ nấu son cơm không bị khê với thực đó là thành công lớn anh sợ cành cơm niêu nước lọ một mình nhưng đường tình duyên xem ra còn khó hơn cả đường ra trận năm xưa sở dĩ bước sang tuổi ba mươi thực vẫn chưa yên bề ra thấp bởi anh nhìn cảnh hai vợ chồng cô giáo ngà đủ thấy oải cả hai đều làm giáo viên nghĩa là học vấn không hề thấp Họ yêu nhau tự nguyện trước khi về sống chung một nhà. Tuy nhiên sự lãng mạn chẳng còn. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày cãi vã, kèm tiếng lợn réo vì đói. Không quá khó để nhận ra đồng lương còi cọc vốn chẳng đủ sống. Hàng tháng, vợ chồng cô giáo vẫn phải trích một khoản để gửi về quê, nên thiếu trước, hụt sau. Việc vác giá đi vay gạo của cô giáo ngà đã thành quen. Có lẽ do thực không hỏi han tọc mạch vậy nên nhà anh là nơi đầu tiên cô giáo ngà nghĩ đến khi cần vay gạo nhiều khi còn giật nóng chục bạc khi cần người có học cãi nhau cũng khác khi cô giáo ngà to tiếng ở bên này thực nghe rõ tiếng thầy giáo tuấn nói như van vỉ mong vợ bớt lời bởi thể diện nhà giáo vô cùng quan trọng khổ nỗi khi họ cãi nhau nhà anh cùng nhà ông ba đen nghe chẳng sót câu nào tường mỏng lại hở phía trên. Có đêm anh nghe rõ, bên nhà cô giáo ngà tiếng cười rúc rích của đôi uyên ương làm lành cùng nhau trên giường. Giá như họ có thêm đứa trẻ, dù cuộc sống vất vả, sẽ thấy bớt mệt hơn. Đó là anh nghĩ vậy. Nhiều đêm, vừa thiêu thiêu ngủ, thực giật mình bởi tiếng động mạnh. Chẳng cần đoán vì quá quen với âm thanh đó. Anh biết cô vợ trẻ của ông Ba Đen dùng gót chân phang xuống giường, khi chồng nằm ngáy như sấm rền. Cô đáng tội, việc lấy vợ kém 16 tuổi tưởng là mật ngọt. Theo năm tháng, khi các cơ quan đoàn thể trong người rệu rạo như cảnh ông chờ hưu, cô vợ trẻ thường đá thúng đụng nia suốt ngày, khiến ông bà đen ví vợ mình đắng như mật cá chép. Tuy nhiên vợ ông hay mật cá chép, thực đâu con nếm thử để biết ví von đúng hay sai. Trong một lần đợi xếp hàng lấy nước, ông Ba Đen tiết lộ, năm sau, khi cầm sổ hưu, ông sẽ quay về quê nhà ở sông Bé, nơi đó người vợ Tào Khang cùng bốn người con đang đợi. Dù chưa rõ tình hình, ông tin chắc mình có đám cháu nội ngoại nơi quê nhà. Như vậy, cuộc sống đã đỡ ngột ngạt hơn nơi này. Chính những mối quan hệ vợ chồng kêu đông sang dị mộng đó Vô hình chung khiến thực chẳng vội vàng tìm người nâng khăn sửa túi cho mình. Đất nước ra khỏi cuộc chiến, anh tự tin bởi phụ nữ vẫn còn nhiều và những người như anh đắt hàng hơn gạo bộ dịch. Trở về nhà sau khi tan ca đêm, thực dự tính ngủ một giấc đến trưa cho đã mắt, rồi ăn tạm chiếc bánh bao vừa mua để chiều xem cần sửa chữa gì sẽ làm luôn thể thấy mẹ mình đang lọ mọ chuẩn bị các lọ kẹo lạc kẹo vừng cùng những bao thuốc lá cho vào hộp kính thực đưa bánh bao để bà ăn sáng còn mình chợp mắt trời nóng nhưng ban ngày không có điện dẫu sao lúc này nền nhà được láng xi măng phát huy tác dụng chỉ cần dùng rẻ ướt lau một lượt có thể ngủ ngon lành vừa đặt lưng xuống nền nhà thực bất ngờ khi thấy mẹ mình đặt một gói bọc lá chuối ngay trước mặt rồi nói nhỏ chiều tối qua ông khách ăn vận như cán bộ ghé hàng nước lúc rời đi họ nói gửi con gói này chẳng cần mở ra thực đoán ngay đây là bà chó của hai gã mạn ngược thay lời cảnh cáo cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng với những kẻ ngạo mạn như này tự dưng anh muốn bắt xe khách lên tận việt trì để giải quyết một lần cho xong dường như đoán được chuyện này có liên quan đến số tiền năm ngoái nhét trong ống tre mẹ anh nhỏ to khuyên nhủ thôi một điều nhịn là chín điều lành cái gì của họ thì trả cho xong sau đó còn lo tìm người ưng ý để lập gia đình nhà đang có tang mẹ bàn chuyện đó làm gì sách hai chiếc làn nhựa đựng mọi thứ cho việc bán hàng đi bộ sang bến xe lương yên bà cội yên tâm bởi đã nhờ người đun nước đồ vào phích rồi khi sang đó bà pha trà bay ghế là bám được hàng ngay dù chẳng duy tâm vừa thấy bà hoài tổ trường đi ngược vào bước chân của bà như chậm lại vì không muốn bị đón ngõ bà hoài tâm tính rất tốt nhưng hay để ý mọi thứ sành ra sẽ đi báo cậu công an hộ tịch nên bà chẳng thích bà cội nhớ rõ khi xưa chồng bà có xích mích với lão trường phòng tổ chức nên xin về mất sức không được giải quyết do chưa đủ tuổi và năm công tác ông quyết định bỏ việc rồi sắm xe xích lô kiếm sống qua ngày việc tưởng như dừng lại ở đó ai ngờ trong cuộc họp tổ dân phố bà hoài nhắc đi nhắc lại coi chồng bà là điển hình của thói vô tổ chức vô kỷ luật chính những lời nhận xét đó khiến nhà bà chẳng biết đến danh hiệu gia đình vẻ vang mà dù xét một cách công bằng, con trai bà đã chiến đấu ở trong Nam và được công nhận là thương binh. Đợi bà tổ trưởng cắp nón vào nhà, lúc này bà cội chậm rãi, sạch hai cái làn nhựa qua con ngõ hẹp. Thấy trước mặt con chó đá có ai cắm một nén hương và đặt một đĩa hoa cúng khiến bà thoáng rùng mình. Chẳng phải đợi lúc chồng bị chết đột từ ngoài đường, bà mới rõ Ngày đêm ông ý say rượu đập con chó đá Bà thấy ngay đó là điềm gở Bởi con chó thiêng có tiếng Dù bà hoài chưa từng hé răng Khi xưa hồi mới chuyển về đây Ông chồng bà dùng xà beng cậy con chó đá Rồi vần ném ra ngoài vỉa hè Quả báo đến nhanh bất ngờ Kẻ mạo phạm bị viên đá to như con chó văng vào đầu Chết tươi mãi trên mạng ngược Buổi sáng, mua hai khay đá đập cho vào phích liên xô, Bà cội luôn tay bán hàng cho khách đợi xe cùng đám chạy lon ton vào ngoài. Ngồi uống trà, hút thuốc lào vặt, điểm những khách quen mặt, bà thấy không ít những cái bất lương chuyên hành nghề móc túi, đá xe gó mặt. Thậm chí, những cái bất lương đi theo nhóm từ 3 đến 5 tên, có nhóm góp mặt của phụ nữ nên ít ai để ý. Bán hàng ở đây cả ngày, nên buổi trưa bà có cặp lồng cơm, sẵn bếp than chỉ cần đặt nóng là ăn ngay được. Khi vắng khách, sẽ ngủ gà ngủ gật chút cho đỡ mệt. Năm ngoái, khi con trai sửa bếp, dù moi ra được số tiền không nhỏ, bà vẫn biết đó là tiền bất minh, chẳng nên dùng đến. Con trai bà, lương công nhân chỉ đủ tiêu, giờ góp hoàn tiền to, vì thế quyết không nghe, thậm chí cả số hàng quốc cấm cũng muốn độc chiếm. Điều này khiến bà lo sợ, bởi tham thì thâm. Cơn rồng kéo đến, khiến gió bụi đầy trời. Biết sớm muộn gì sẽ có mưa, nên bà cội nhanh chóng dọn hàng. Lúc này những vị khách cuối cùng đã rời đi. Chiếc điếu cày được cất gọn vào một góc. Đưa tay cầm chiếc làn nhựa để nhét mấy lọ kẹo vào. Bà cội ngạc nhiên bởi làn nặng hơn bình thường. Nhặt miếng rẻ lau che ở phía trên Bà giật mình khi thấy một con chó tầm 5 cân, nằm chết sùi bọt mép, được ai đó nhét vào làn. Kẻ đánh bà con chó đã quan sát kỹ, chính vì thế dù đông người uống nước, nhưng chẳng ai phát hiện ra. Mặc cho trời bắt đầu mưa nặng hạt, bà cội đứng trú mưa dưới mái hiên và sâu chuỗi sự việc. Con chó bị đánh bà hôm nay, gói lá chuối của ông khách gửi cho con trai hôm qua chắc chắn có liên quan đến nhau. Còn bà luôn chấp hành giờ giấc lao động, hầu như ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn hơn cả 8 tiếng vàng ngọc. Chẳng giữ giả tiền bạc, con trai bà quyết không chân ngoài dài hơn chân trong như nhiều người khác. Tính đi rồi tính lại, bà lờ mờ đoán được việc này có liên quan đến số hàng quốc cấm dạo nào. Với những kẻ to gan lớn mật, khi tự dưng bị mất hàng và tiền, họ sẽ truy tìm cho bằng được, nên việc này bắt đầu nghiêm trọng không muốn để con trai tốn quá hóa liều. Mặc cho cơn mưa đang xối xả, bà cội khoác mảnh ni lông, đội nón, rồi xách hai chiếc làn nhựa băng qua đường về nhà. Trong cơn mưa gió bão bùng, dáng đi lưu siêu của bà cội, nên cảm giác như một cơn gió mạnh, đủ sức thổi bay bà cùng hai chiếc làn nhựa lên tận mặt đê.